Nay đã là ngày 4 tháng 7, chính xác là chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai là mình sẽ bay đi Bắc C rồi. Và nếu như mình vẫn còn ở Viên Chăn thì chắc chắn rồi chị Trang sẽ vẫn bốc mình đi chơi như thường. Thì chị Hằng, chị Huệ rủ mình đi ăn tít tết ở Terrat. Này thì tụi mình vào chợ đêm ở cái chỗ gần Chao An Nu Vong nè. Ở đây bán rất nhiều đồ và đặc biệt là có bán kem sữa chua rất ngon. Cuối cùng ở Viên Chăn. Sân bay ơi. Xa xa đằng kia có chị Huệ. Là bên trong sân bay à. Đây là con Eric. Eric. Hành lý không có. Thuốc ngủ sẵn sàng luôn. Eric đang ngủ hết à. Quay lại đây con Eric. Thuốc ngủ chỉ có thời gian trong 1 tiếng cho nên là 8 rưỡi bọn mình vào thì 8 giờ kém mình mới cho Eric uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong thì mọi người sẽ phải cập nhật thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc mà thuốc hết tác dụng á, để cho nhân viên người ta nhìn, người ta có thể xác minh được, và đặc biệt là phải tiêm vaccine đầy đủ thì mới được lên máy bay nha. Và sau khi check in xong thì các bạn sẽ lên tầng 2 để vào phòng chờ. Lúc này mình và chị Huệ vẫn nhìn xuống dưới xem thử là coi thử con Eric có vấn đề gì không và người ta có đưa ra trả về hay không. Bye bye. Bây giờ mình đã vào phòng chờ rồi, đợi người ta gọi lên máy bay nữa là ok thôi. Công nhận đến cái khúc mà tạm biệt chị Huệ mà còn cảm thấy rưng rưng luôn á. May mà sáng nay có chị Huệ đi tiễn cho nên là công cuộc cho Eric uống thuốc nó còn đỡ vất vả hơn, chứ có một mình chắc toi. Sân bay. Bây giờ đang ra ngoài máy bay rồi mọi người ơi. Máy bay Viên Chăn. Đây là máy bay là Skyway mình sẽ đi nè. Hãng giống như kiểu vé máy bay giá rẻ ở Lào á mọi người. Mình sẽ ngồi ghế 1C. Bên kia là Lào Skyway thì nó giống như Vietnam Airlines ấy. Bye bye. Ai ngồi ghế ngoài? Ngồi 1C. C ở đây. Xong máy bay hơi nhỏ. Máy bay của Lào Skyway chỉ được cái rẻ thôi mọi người, chứ thật ra nó vẫn hơi ồn nha. Hãy nghe âm thanh nè. Giữa giờ thì vẫn được phát nước như những hãng máy bay khác thôi. Nhưng mà công nhận máy bay nhỏ hơi ồn, và trên máy bay còn có người xuất dầu nữa. Cảm giác không khác gì đi xe luôn á, là mình sợ quá đi. Hello, Trăm Ba Sắc. Mình đã tới Trăm Ba Sắc rồi nha mọi người ơi. Sân bay ở đây thì nó không được to lắm đâu. Tới rồi. Đoạn này thì mình muốn vào nhanh để coi thử con Eric tình hình nó thế nào rồi, lo dễ sợ lo. Cho các bạn chưa biết và dễ tưởng tượng hơn thì Viên Chăn giống như là Hà Nội, còn Chăm Ba Sắc thì giống như là Sài Gòn của Việt Nam vậy đó. Thậm chí cả về tính cách con người vùng biển cũng na ná như kiểu Việt Nam luôn. Bạc C, hành lý của tụi mình, con Eric ở đây. Sân bay. Đang tìm taxi mọi người ơi. Viên Chăn thì muốn về được Gia Lai phải bay từ Viên Chăn về Bạc C, sau đó từ Bạc C đi xe về Gia Lai tiếp. Có nghĩa là mình sẽ phải ở lại qua đêm ở Bạc C. Đây là chân dung đồ đạc của mình. Chủ yếu là cái lồng này nè với cái kia. Con Eric tới nó giận mình luôn rồi. Mình có mang thêm một ít cát để cho nó đi vệ sinh, nhưng mà không biết nó có đi đúng chỗ không, mà thôi kệ, nhà người ta hơi kỳ. Mới bung ra một đống đồ. Ở kế nè mọi người ơi, nhưng mà cái phòng này xịn lắm luôn ấy. Công nhận nhà con bé này to dã man.
người Bạc Xê giàu quá. Tới Bạc Xê rồi, bây giờ thì mình hơi tàn tạ xíu. Chờ bé Jenny qua chợ đi ăn. Lúc mình tới là bé gọi taxi cho mình, rồi sau đó chở đi ăn. Ở Bạc Xê thì không xài tiếng Anh gì được nhiều đâu nha, cả tiếng Việt nữa, chỉ có xài tiếng Lào thôi. Cho nên mình đã nhờ một bạn Lào gọi điện giùm mình taxi đến nhà em ấy. Trời ơi, nhà đẹp lắm luôn á, xinh xỉu, trời ơi. Có một cái chỗ ở như thế này là phải cảm thấy rất là hạnh phúc luôn rồi. Đố mọi người biết đây là ai? Con Edith đó. Edith ơi, nó còn đang sợ lắm mọi người. Cho nên là nếu như mà ai đi máy bay thì thôi cứ để cho nó nằm như vậy đi, chứ giờ mà bắt nó ra là nó cũng chạy đi nó trốn à, nó đang sợ lắm. Đó, sang chấn tâm lý đầu đời của Eric. Đây, đồ đạc vẫn để sẵn. Ngày mai thì chắc mình sẽ buộc cái này vào vali, còn cái này thì sẽ đem Eric lên xe. Đi xe thì mình nghĩ chắc là hy vọng là nó sẽ đỡ hơn, cũng không biết có đỡ hơn hay không nhưng hy vọng sẽ đỡ hơn. Chứ còn đi máy bay thì được cái thời gian ngắn đó, nhưng mà ép uống thuốc ngủ hơi khổ. Và đây là chân dung cô gái xinh đẹp giàu có ở Bạc Xê đã cho mình ở nhờ đêm nay. Nguyên cơ dẫn đến sự việc này là tại vì ở Bạc Xê buổi sáng nó không có xe hoặc là taxi tiện dụng giống như ở Viên Chăn, mà mình cần phải đi sớm, cho nên là phải ở nhà bé để sáng bé chở ra ngoài bến xe á. Bạc Xê có một tiệm bán phở, bánh canh hoặc là mì bò gà như thế này rất là ngon luôn. Đặc biệt ở đây có cái sốt tương đậu này nè, chấm rau vô cùng hợp. Thôi, và đó là hành trình từ Viên Chăn tới Bạc Xê của mình. Trình tiếp theo hẹn mọi người ở video lần sau. Bye.